vicino. Cách gọi tên bộ búp bê Nga là Matryoshka có rất nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là cái tên thân mật được dành riêng cho những người phụ nữ nông thôn nước Nga thời xưa. Bộ búp bê này sẽ giúp mọi người liên tưởng đến hình ảnh những người bà, người mẹ, người chị hay người em gái vùng nông thôn sống quây quần bên nhau trong một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, bộ búp bê Matryoshka còn mang ý nghĩa biểu trưng về gia đình và sự thống nhất của đất nước Nga thân yêu. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người thắc mắc vì sao con cuối cùng trong bộ búp bê Matryoshka lại xấu nhất. Một số người cho rằng vì là con bé nhất nên họa sĩ rất khó khăn trong việc trang trí làm sao cho nó đẹp. Có người lại cho rằng bộ búp bê Matryoshka cũng giống như những lớp vỏ ngụy trang của con người vậy. Lớp vỏ ngoài bao giờ cũng đẹp và lộng lẫy, còn mặt xấu luôn được che giấu kỹ càng ở bên trong. Bên cạnh đó, rất nhiều du khách cho rằng trái tim của bộ búp bê Matryoshka lại nằm trọn ở con búp bê cuối cùng này. Dù được giải thích theo cách nào, thì bộ búp bê Matryoshka cũng chính là linh hồn, là nét văn hóa đặc trưng của nước Nga. Mỗi bộ búp bê Matryoshka đều được họa sĩ vẽ theo từng chủ đề riêng biệt. Đó có thể là hình ảnh những cô thôn nữ trong bộ trang phục truyền thống Sarafan hay các nhân vật đi ra từ chính những câu chuyện cổ dân gian của nước Nga. Dựa trên ý tưởng bộ búp bê gỗ của Nhật Bản về 7 vị thần may mắn trong thần thoại Nhật, họa sĩ Sergei Vasilyevich Malutin đã thiết kế bộ búp bê Matryoshka đầu tiên cho nước Nga. Bộ búp bê đầu tiên bao gồm 7 con. Con ngoài cùng là hình ảnh một cô gái đang ôm con gà trống. Búp bê lớn thứ 3 là hình ảnh một bé trai. Búp bê nhỏ nhất hình một em bé sơ sinh. 4 búp bê còn lại được thể hiện như các bé gái. Hiện nay, nhiều họa sĩ Nga là các nghệ nhân trang trí búp bê Matryoshka. Mỗi bộ búp bê Matryoshka có ít nhất 5 con và thường được đánh theo thứ tự số lẻ như 3, 5, 7, 9, 11. Bộ búp bê Matryoshka được làm từ những loại gỗ thơm và có chức năng chống ẩm tốt như gỗ chanh, gỗ bạch dương. Charles Dickens. Charles Dickens có thể là một nhà văn rất được yêu mến, nhưng với người vợ Catherine, ông lại là một người hoàn toàn khác. Sau 18 năm kết hôn, Catherine không còn giữ được vẻ đẹp và sự tươi trẻ vì trải qua nhiều lần sinh nở. Và Dickens đã bỏ bà để đi theo một nữ diễn viên 18 tuổi xinh đẹp có tên Ellen Ternan dù không ly hôn. Không những thế, Dickens cũng không tán thành các con mình đến thăm mẹ. Thường xuyên lên báo nói xấu và bôi nhọ bà, gọi bà là đồ vô dụng, béo và lười biếng. Thậm chí, ông còn nói bà là một người mẹ tồi và các con ông không thương bà. Dù vậy, Catherine vẫn luôn quan tâm và chăm sóc ông cho đến ngày bà qua đời. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. là một nhà hoạt động dân quyền có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, đồng thời là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất từ trước đến nay. Thế nhưng ít ai biết rằng một trong những tác phẩm ghi chép của ông được sao chép của người khác. Vào năm 1985, vợ của King tặng lại những tài liệu giấy tờ mà ông từng viết ra cho trường đại học Stanford. Sau đó, khi những giấy tờ này được phân loại và sắp xếp, các nhân viên của nhà trường phát hiện ra một phần lớn luận án tiến sĩ tại đại học Boston của ông được sao chép từ luận án của một sinh viên có tên là Jack Boozer 3 năm trước đó. Các cuộc điều tra được mở ra ngay sau đó đã chứng minh phát hiện đó là sự thật. Walt Disney. Walt Disney, một cái tên quá quen thuộc với hầu hết trẻ em trên khắp thế giới. Người đã tạo ra vô số những bộ phim hoạt hình kinh điển sống mãi trong trái tim của hàng triệu người. Tuy nhiên, bản thân Walt Disney lại không phải là một người dễ thương đến thế. Một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất của Disney là Shaun of the South, có nội dung được cho là xúc phạm đến người da đen,
và bộ phim này đến ngày nay vẫn không được phát hành. Ông cũng từng gọi những chú lùn trong phim Bạch Tuyết là bọn da đen, một cái tên đầy tính miệt thị và xúc phạm. Hơn thế nữa, Disney còn được cho là phân biệt giới tính khi từ chối thuê phụ nữ vào làm việc cùng. John Lennon. John Lennon, nhạc sĩ kiêm ca sĩ đại tài người Anh, người sáng lập và là thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles, nổi tiếng với những ca khúc viết về hòa bình và tình yêu. Thế nhưng trong mắt con trai ông, John Lennon không phải là một người giàu lòng yêu thương và nhân ái đến thế. Là con trai của John Lennon với người vợ đầu tiên Cynthia, Julian Lennon đã có những phát biểu như sau về người bố nổi tiếng của mình trên tờ Telegraph. Tôi phải nói rằng, trên quan điểm của mình, tôi cảm thấy bố tôi là một người giả nhân giả nghĩa. Ông luôn miệng nói về hòa bình và tình yêu cho cả thế giới cùng nghe, nhưng ông không bao giờ chứng tỏ điều đó với những người đáng lý ra có ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông, là vợ và con ông. Làm sao bạn có thể nói về hòa bình và tình yêu khi gia đình bạn lâm vào cảnh chia ly tan vỡ, không một chút liên lạc, ngoại tình và ly dị? Bạn không thể làm thế được nếu bạn là người chân thành và trung thực với chính bản thân mình. Steve Jobs. Steve Jobs là một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thế hệ hiện đại, người đã đưa Apple trở thành một thế lực của nền công nghệ hiện đại. Thế nhưng, con người thật của ông khiến người ta không khỏi giật mình. Để thu về lợi nhuận tối đa cho Apple, Steve Jobs được cho là đã mở những xưởng chế tạo và lắp ráp ở Trung Quốc với những công nhân thậm chí chưa tới 16 tuổi, làm việc 24/7 trong những điều kiện nghèo nàn, gây ra cái chết cho rất nhiều người. Trong công việc, ông còn được xem như một vị bạo chúa, đối xử cực kỳ khắc nghiệt với nhân viên, thậm chí thường xuyên chửi họ bằng những lời lẽ thô tục. Và không như những đại gia công nghệ khác như Bill Gates hay Mark Zuckerberg, chuyên đóng góp tiền của để làm từ thiện, Steve Jobs không mấy mặn mà với công việc này. Sau khi giành lại quyền quản lý Apple vào năm 1997, ông cho hủy bỏ chương trình từ thiện của công ty này. Người ta vẫn nói rằng, người lắm tài thì nhiều tật. Những nhân vật nói trên dù có những góc khuất đáng sợ như thế, nhưng không thể phủ nhận tài năng và những đóng góp của họ cho nhân loại và thế giới.